Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel YouTube của Arena Spirits. Và hôm nay một điều bất ngờ, Lovey Boy xin gửi đến các bạn một điều nhảy đến từ đất nước Tây Ban Nha, đó là điều nhảy tango với tạo thân dáng và giúp cho cơ thể chúng ta luôn luôn đẹp hơn. Với điều nhảy tán tỉnh, âm nhạc luôn luôn hòa mình vào một điệu tango, và nhịp của tango của nó chính là slow slow quick quick slow, giống như là chậm chậm nhanh nhanh. Và bây giờ hãy cùng Lovey Boy thực hiện các bước cơ bản này nhé. Let's go. Bước cơ bản đầu tiên, thực hiện nâng ngực, hai tay chống eo và chùng hai gối, nhớ chùng gối mềm, trụ chắc trên chân trái, chúng ta sẽ vẽ chân phải. Các bạn thực hiện lần 2, nhớ vẽ từ điểm trước, vòng ra ngoài và thu về vị trí ban đầu. Rất tốt. Lần cuối cùng, chuyển bên, thực hiện tương tự như bên phải, nhớ thân dáng chúng ta giữ nguyên và gồng chắc. Rất tốt. Tiếp theo làm với tư thế đứng thẳng hơn, gồng tay và tư thế tạo khung. Tay trái chúng ta sẽ nâng lên cao và tay phải chúng ta sẽ giữ ở ngang tầm bụng, giống như chúng ta đang ôm một người nữ. Chuyển bên, nhớ thực hiện động tác đẹp hơn và mang tính biểu diễn. Chúng ta sẽ đưa cằm liếc qua vai khi chúng ta vẽ chân. Rất tốt. Bước số 2, chúng ta sẽ thực hiện bước vắt chéo chân. Chéo trước, sang ngang, chéo sau và dừng. Tiếp theo, chéo sau, ngang, chéo trước và dừng. Nhớ phần thân trên chúng ta vẫn giữ form giống như tư thế ban đầu. Chéo sau, ngang, chéo trước và dừng. Rất tốt, chúng ta sẽ thực hiện nhanh hơn. 2, 3, dừng. 5, 6, 7. Tốt. 2, 2, 3, dừng. 5, 6, 7. Các bạn nhớ khi vắt chéo chân chúng ta sẽ hơi trùng gối để đảm bảo chúng ta không bị vấp. Và dừng. Rất tốt. Bước thứ 3, chúng ta sẽ tiến lên trên và lùi ra sau. Bước 1, bước 2, bước 3 và gõ. Lùi 2, 3 và gõ. Các bạn nhớ đi trên một đường thẳng và tư thế luôn cân bằng, hai tay chống eo giữ thăng bằng phần thân trên. Tiếp theo, thực hiện với tay. Chân đi lên và lướt ở phía sau. Các bạn đi lùi xuống và nhớ chung một gối, lướt chân trên mặt sàn. Thực hiện lại. 4, 5, 6, 7, 8. Thực hiện nhanh, bắt đầu. 1, 2, 3, gõ. 5, 6, 7. Tiếp nâng cằm. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất tốt. Bước thứ 4, thao tác hai tay chống eo, chống gối và đặt chân sang phải, rồi trượt sang bên phải. Tiếp tục thực hiện lại. Chân trái và trượt sang bên trái. Các bạn lưu ý, chấm chân, trượt sang thật rõ ràng, tạo độ nét cho động tác. Thực hiện bên ngược lại và tư thế thân trên cố gắng gồng thật chắc. Thực hiện performance, quay cằm liếc vai, đặt chân rồi lướt sang, chuyển tay. Thực hiện lại. Đổi bên theo nhịp 1, 2, 3, 4 dứt khoát. 5, 6, 7, 8. Rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện với bài tập nhanh nhé. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài tập này.